Kính chào quý vị các bạn, hiện tại Hồng đang có mặt tại điểm cấy tỉnh Thái Nguyên. Dưới thời tiết lạnh giá 15 độ C, ba bạn sinh viên đại diện cho ba trường đại học: Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoàn thành 1,3 sào cấy trong 7 tiếng đồng hồ. Đang đi cày ruộng, cô gái ngẫu hứng giả làm phóng viên nhận về lượt xem khủng cùng cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Ăn Tết xong cũng là thời điểm người nông dân ra đồng gieo cấy vụ mùa mới. Nhiều bạn sinh viên chưa quay lại trường học cũng giúp đỡ bố mẹ một chân một tay. Trong lúc đang đi cấy, cô gái tên Dương Hồng đã ngẫu hứng hóa thân thành phóng viên thường trú với phần đưa tin ấn tượng. Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoàn thành 1,3 sào cấy trong 7 tiếng đồng hồ. Đoạn clip được Dương Hồng đăng tải trên mạng xã hội TikTok đã thu hút gần 5 triệu view. Ai cũng dành lời khen cho khả năng nhập vai của nữ phóng viên nghiệp dư này khi cô đã có màn dẫn tự tin trôi chảy, không thua kém các phóng viên thực thụ. Nhiều cư dân mạng bình luận nói hay quá, nhà đài không tuyển thì phí. Nhìn bạn này nói rất tự tin, giọng cũng rất hay. Xem clip của bạn mà cả một ký ức đẹp ùa về, ngày trước còn ở quê cứ đến tầm này là mọi người lại ra đồng, vừa làm vừa nói chuyện với nhau vui ơi là vui. Được biết Dương Hồng sinh năm 2000, quê ở Thái Nguyên, cô bạn hiện sở hữu một kênh TikTok với gần 100.000 lượt người theo dõi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.